thumbnail với em là cả một thử thách đó cả nhà. Thôi thôi còn bị đặt mắt nhắm mắt mở nữa. Hổ qua trắng này lần đầu Hiền trồng được nè. Con có ở bên mẹ mãi mãi không? Dạ. Dạ. Thì con Wood cùng với cái đôi dép siêu to của em. Xin chào cả nhà. Trời đất ơi. Nhà coi kìa. Hôm nay là một buổi chiều trăng thanh gió mát lắm cả nhà. Cho nên Hiền ra vườn kiếm coi có món gì Hiền thu hoạch món đó cả nhà ơi. Ở đây nè cả nhà, cái vườn dưa của Hiền. Ồ, hôm trước Hiền thấy có một quả dưa ở đây. Giống như là quả dưa lê á cả nhà, mà bị con gì nó tha đi mất rồi. Ở đây Hiền thấy có một quả dưa gan nè cả nhà thấy không? Để Hiền quay sơ sơ cho cả nhà xem mấy quả dưa gan của nhà Hiền nha. Đây là một quả nè. Và đây là hai quả nằm sát nhau nè cả nhà. Bên đây là Hiền có một quả dưa lê nha cả nhà có thể thấy nè. Ở bên đó Hiền thấy hình như là dưa gan nữa cả nhà, trái đó nhìn có vẻ như nó chín, hồi mình qua kiểm tra. Bên đây nữa cả nhà thấy không? Xong rồi hai quả bên đây nữa nè. Đây, nhiều lắm á cả nhà, để Hiền bóp thử xem trái nào nó mềm á. Mình thu hoạch thử. Ở bên kia còn nhiều lắm. Đó, cả nhà thấy không? Xung quanh nè. Đây nữa nè. Wow. Bây giờ Hiền sẽ bóp thử cái trái này. Qua Hiền thấy nó cũng còn hơi cứng, trái này nó cũng hừng hơi cứng, Hiền mới nghe quýt em la làng. Bên đây có một cái quả này, Hiền thử xem. Nó cũng hơi mềm mềm nè cả nhà. Hãy thử quả này ha cả nhà ha. Đây. Wow, cái cuốn của nó nè. Thôi thôi, cả nhà ơi, Hiền chỉ việc gỡ nó ra cái là nó xuất khỏi cuốn rồi. Hiền đoán chắc là nó chín rồi á. Tại vì Hiền rờ nó cũng khá mềm. Cả nhà nhìn nè, đã ghê chưa. Cũng mới ăn dưa đúng không? Mẹ Wood, em mới ra và em đang chỉ dưa nè cả nhà ơi. Để chuẩn bị rửa xong ăn thử. Con nhìn qua đây cho mẹ chụp thumbnail con coi. Éo quên. Yeah, rồi con đứng dậy đây chụp thumbnail nè. Trời ơi, các bạn kìa. Đứng dậy, đứng yên đi, đừng có di chuyển nữa. Chụp thumbnail với em là cả một thử thách đó cả nhà. Trời ơi, con bị đặt mắt nhắm mắt mở nữa. Còn có cái xì tai mắt nhắm mắt mở nữa nè cả nhà. À, cái đó là trái dưa. Dưa. Dâu hả? Không phải dâu con, đó là dưa. Rồi, bây giờ mẹ. Trời ơi, đánh rắm này chứ, chịu nổi không? Rồi bây giờ chuẩn bị ăn không? Con ăn thử không? Dạ. Hello. Hello em bé ơi. Em bé muốn ăn thử nè cả nhà. Thì thấy bên kia còn trái đúng không? Nhìn nó vàng lắm, thì qua kiểm tra luôn cả nhà ơi. Coi còn trái nữa nè, qua kiểm tra cho bố mẹ ơi. Coi chừng còn trái nè ăn được nè. Coi chừng nha, qua đây nè. Come here. Chạch vô té rồi. Cái tội nha con, cái tội đi nha. Mẹ đây nè. Ở bên đây Hiền thấy còn cái quả này nè cả nhà. Ôi. Ôi ơi, nó nứt hết trơn rồi. Ồ, nó chín. Nó chín nó nứt hết trơn rồi cả nhà. Có con gì vô ăn hả vậy? Ồ, cái quả này quá chín rồi, quả này hết được rồi. Phải ra me hết cả nhà ha. Đây nè cả nhà ơi, cái quả này nó chín hết trơn rồi nè. Nó có mấy cái con cái con bay bay á, nó chuẩn bị bay vô đây thì Hiền nghĩ sẽ có con dồi hay gì đó bay vô ăn quá à. Thôi Hiền quăng nó đi. Ở đây Hiền sẽ vừa đèo ẻm mà vừa hái vài trái dâu ở đây. Để nhìn thấy không? Có vài trái dâu chín rồi nè. Đó. Đã quá. Cái trái dâu này chín cỡ này là ăn ngọt nè. Con ăn không? Con ăn dâu không? Dạ. Yeah. Hái xong đem rửa. Wow, bên kia vẫn còn á cả nhà. Bạn nhìn thấy không? Dâu nhiều nè. Hôm nay Hiền không có ra để dọn bớt mấy cái cây xà lách á. Hồi lúc đó Hiền trồng cái bây giờ nó ra hạt đồ nè cả nhà thấy không? Mà hôm nay chưa ra dọn bớt để hôm nào rảnh rảnh Hiền ra Hiền dọn mấy cây đó bớt. Để lấy hạt, thu hạt á cả nhà. Trời ơi, nhìn như hoàng kim. Đây nè, một quả dưa hoàng kim nó mọc trộm ở đây nữa nè cả nhà. Mấy cái dưa này thích thiệt. Phải chi mà cái đợt đó mà Hiền không có bị chuột cắn á, là Hiền thu hoạch được nhiều lắm á. Ở bên đây còn vài quả nè. Vài quả nè cả nhà, vài quả. Biết Hiền bị đảo lộn ngôn ngữ rồi. Hiền hái luôn cho em đem đi rửa ăn.
qua bên đây thì sẽ đi kiếm dưa hấu tí hơn. Với lại khổ qua. Ui cả nhà nhìn nè, ở đây là có mấy cái trái mướp khía cả nhà. Cả nhà nhìn thấy không, nó đang hình thành mấy cái bông nè. Hiện tại hiện thấy một cái bông nè, hai cái bông ở đây nè, cái bông nhỏ xíu cả nhà thấy không, ở đây nữa nè, ba bốn cái bông nè, nhóc bông mướp khía trơn. Hy vọng là sớm sớm nó sẽ cho Hiền vài quả mướp khía. Ai không hẳm cái quả đó Hiền thu hoạch đó, nó bị già rồi đó cả nhà, uổng ghê luôn. Đây, qua sổ hoa trắng nè cả nhà, hộp giống này Hiền mua ở chợ người Việt Inala cả nhà, mấy cái tiệm tạp hóa họ bán nhiều lắm đấy. Hiền không hổm, Hiền liếm thử cái trái mà nó còn sống á, thì Hiền thấy nó cũng khá đắng luôn á cả nhà. Giờ Hiền kiếm mấy trái dưa hấu tí hon hái đi. Đây cả nhà ơi, Hiền thấy ở đây có một trái dưa hấu tí hon. Hiền sẽ đi rà rà, mấy trái nào mà to to Hiền sẽ hái hết. Rồi khổ thân lắm cả nhà, đang vừa quay vừa ẩm mấy mẻo quột đó cả nhà ơi. Ở bên trong Hiền thấy còn một cái quả khổ qua nó mọc tròm ở bên trong á cả nhà thấy không? Ở bên mặt bên kia á, đi kiếm thêm dưa hấu tí hon, vừa thu hoạch mà vừa ẩm, con cực quá nghe con. Ngang em bé ơi, em bé ơi. Hắn để Hiền kiếm thêm, phải vạch ra. Ý da, thấy chưa cả nhà, cả nhà vạch ra thì cả nhà mới thấy kho báu. Đây nữa là cả nhà thấy không, cả nhà thấy không đó, phải vạch ra vậy cả nhà. Đây, nó cứ trộm trộm vậy đó. Con à đừng nhúc nhích mà. Nó trộm như vậy đó cả nhà ơi. Hay ở dưới. Cái trái kia nó còn bé nên Hiền không hái. Còn không ta? Đây cả nhà ha. Đó nó hay trộm kiểu này nè, nó gì nè. Con yên. Ở nhà có thấy nữa không? Cái dưa hấu tí hon này Hiền trồng lâu lắm rồi mà bây giờ nó mới bắt đầu cho trái nhiều quá trời. Đây, bây giờ Hiền ngồi xuống. Trên kia có một em lủng lẳng nữa đây. Rồi góc này cái Hiền thấy được nhiều đó cả nhà. Tìm nữa không thấy. Cả nhà có thấy không? Một quả ở dưới góc này. Trời ơi, dưới đây Hiền không dám đụng tại vì nó có cái cây mâm sâu á cả nhà, nó gai không mà đụng đau lắm. Rồi, mẹ đang hái nè. Ôi trời thơm quá à, thơm quá một trái ở đây nè. À Elwood, em để cái này để cho cả nhà hửi thử nè. Nè cho dâu nè, Hiền đã rửa mấy trái dâu của em rồi. Đây mâm mâm ngon không? Làm vô nhà em thích. Ngon ha? Dạ. 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 Mẹ. Dạ. Ơi. Ừ. Con. Dạ. Yêu. Ừ. Mẹ. Mẹ. Giỏi quá. Có đồ ăn mới dụ nói được cả nhà. Biết nói nhiều lắm rồi nhưng mà em không chịu nói. Dạ. Con nói. Ba. Ba. Ơi. Ờ. Con. Con. Nè. À. Giỏi. Ngon không? Dạ. 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 Giỏi quá. Buổi chiều giờ chắc ở khoảng 6 giờ. Trời nó vẫn còn sáng sáng cả nhà. Tấu hài giải trí cho cả nhà đỡ buồn. Thấy mẹ mà ngó chỗ khác là em lại có những cái màn tấu hài. Trời ơi. Người biết rồi, biết con là em bé thích tấu hài. Ở ngoài vườn á hiện thấy vẫn còn vài trái. Nhưng mà nó ở hơi xa xa. Mà em này á hả, bắt Hiền vừa đèo vừa hái. Khó hái xa được nên mấy trái kia để sau. Mẹ. Thương mẹ không? Thương ạ? Dạ. Dạ. Con thấy mẹ thương con không? Vâng. Vâng. Con có ở bên mẹ mãi mãi không?
Dạ. Dạ. Con nói dạ mẹ. Dạ. Dạ. Mẹ. Ờ. Em nói ơi với cả nhà. Máy lạnh. Máy lạnh. Em không chịu nói, nhưng mà hôm trước là em nói rõ ràng cái chữ máy lạnh. Nó được mà. Quyết định cái gì nói mới nói, không nói là thôi. Cá tính lắm, con cá tính lắm. Nè, còn cái trái dưa gan thì cũng mới rửa nè cả nhà. Đây, cái mùi nó cũng hơi thơm thơm. Ăn thử hay không? Dạ. Chúng tôi ăn thử nè. Wow, nay hiện có sẵn cây kéo. Không biết không biết nó sẽ là sao. Mình thấy nó cũng mềm mềm rồi. Cắt thử miếng đi cả nhà. Ồ, nó mềm rồi nè cả nhà. Đấy, cả nhà thấy không? Quay góc này nhìn hiền đen thiệt chứ. Ồ, cả nhà nhìn nè. Wow. 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 Có ăn không? Dạ. Yeah. Coi mặt ẻm kìa. Để hiền thử miếng. Giống như gan. Lạ quá. Chua chua. Để mày cắt cái vỏ ra cho ha. Đó. Chưa kịp gì hết thối mẹ. Lột vỏ đi đừng ăn vỏ. Ôi trời ơi mẹ này. Ý em mát cô chú là mẹ quăng vỏ vô trong sân. An tâm đi, mẹ quăng là mẹ dọn chứ có ai dọn đâu. Yeah. Để coi em chịu ăn. Thì thấy mềm và bột chứ không có sượng. Cô nói sao? Nó ngon hay nó dớt? Dạ. Dớt. Em nói dớt có nghĩa là thấy ghê quá mẹ ơi. Để ăn thử. Cái này là cái giống dưa gan của Ấn Độ. Nó khác với dưa gan mình cả nhà. Nó rất là bột luôn cả nhà. Mà cái mùi nó lại khác. Nó không có giống dưa gan của mình. Nó khác ta ơi. Lúc đó Hiền đặt mua qua mạng cả nhà. Đặt mua hộp qua mạng. Cả nhà muốn mua có thể lên Amazon tìm đặt. Ngon hay dớt nó lại ơi. Ngon hay dớt. Rồi bỏ đi. Em chơi trái này em không chịu ăn rồi cả nhà ơi. Hiền Hiền thấy nó, để Hiền tả hương vị cho cả nhà nghe nha. Nó bột cực kỳ bột luôn á. Nhà ơi, tại vì hồi nãy bên ngoài á trời cũng tối cho nên mọi người sẽ không có thấy được rõ. Bây giờ vô đây Hiền sẽ quay cho cả nhà coi nè. Cái quả dưa gan của Ấn Độ là như thế này nè, cả nhà nhìn bên trong như thế này. Hiền ăn thì Hiền thấy nó khác so với cái quả dưa gan của mình á, cả nhà nhìn cái da nó nè. Cái da của nó là màu vàng gì nè, họ gọi nó là cream cobra vậy đó cả nhà. Đó, và Hiền thấy cái mùi thơm cũng khác, nó không thơm như dưa gan Việt Nam mình, không có thơm nặng mùi như vậy à, mà nó thơm vừa, mà cái mùi thơm nó khác cả nhà. Cái ruột bên trong thì nó chua, còn cái cơm của nó thì rất là sao ta, ở bên Việt Nam có khi trái dưa gan nó bị sượng á, cái này nó rất là xốp luôn chứ nó không có sượng. Nó là cái dạng mà mình thích đó cả nhà, nhưng mà cái mùi thơm thì rất khác nha. Và thì nghĩ cái này mà trộn với đường ăn cũng ngon, cũng ngon như dưa gan Việt Nam vậy cả nhà. Nhưng mà cái vị và cái nói chung là nó khác cả nhà ơi. Nó hơi na ná nhưng mà nó khác nhau á. Và em này thì bây giờ đang nằm coi cái chương trình của cái gia đình mà em thích lắm luôn á. Giờ ngày nào cũng coi chương trình của gia đình đó, gồm có ba em bé. Con ơi, con bye bye cả nhà đi. Thôi, hôm nay Hiền xin kết thúc cái video này ở đây cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở phim sau ngày mai. Và chúc cả nhà có một ngày mới thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Bye bye. Elwood, bye. Elwood. Elwood ơi. Em làm biến rồi. Người ta đang coi TV, người ta làm biến rồi. Thôi.